Rồi, xin chào bạn con à, Thầy nhận được một cái câu hỏi thì liên quan tới xác suất Khi mà gieo ba con <laughs> Khi mà gieo ba con xúc sắc Nhưng mà đây lại là một câu hỏi của bạn lớp 6 Thì thầy thấy cũng hơi lạ Thầy không ngờ là Ở các nơi Các trường Không không, chính xác là một trường nào đó thôi chứ Lớp 6 mà học bài khó phết Cái bài này thì cho các anh chị lớp 10 Lớp 11 làm có khi vẫn còn Còn loay hoay mà tí nữa khi thầy giải xong cho bọn con thầy đăng lên kênh thì thầy sẽ ghi toán lớp 10 nhá. Toán lớp 10. Lớp 6 thì là hơi quá sức với bọn con thầy nghĩ là như vậy. Nên bọn con đem đi hỏi thầy thì cũng phải thôi. Cái ý đầu tiên ấy là khi chúng ta gieo một con xúc sắc thì chúng ta có thể ra những kết quả gì? Lớp 6 chúng ta phải biết những cái này. Một xúc sắc thôi nhá. Lớp 6 thì chỉ cần học đến một xúc sắc là là ok rồi. Hai xúc sắc là giỏi rồi, chứ ba xúc sắc là thì nghĩ là giỏi lắm đấy. ha. Gieo một xúc xắc thì ra các kết quả từ 1 2 3 4 5 6 chấm. Rồi, gieo hai xúc xắc. Cái này thầy có cái video nói về việc gieo một xúc xắc và hai xúc xắc rồi, thầy giải thích cụ thể. Nó sẽ ra các cặp kết quả là 11 hoặc là 12 hoặc là 13, vân vân, vân vân, vân vân cho đến cặp cuối cùng là 66. Ở trên này thì bọn con thấy là có 6 kết quả Nhưng mà dưới này bọn con có biết là có bao nhiêu kết quả không? Thầy sẽ tìm cái video đó để vứt link vào phần bình luận Thì chúng ta xem ở dưới cho nó nhanh nhá Phần này có 36 kết quả Đấy Những cái điều sơ đẳng như này mà bọn con không biết ý, Thì cái bài này khi mà đọc đề xong bọn con bỏ qua luôn đi Vì có biết những cái cơ bản đâu mà đòi làm bài nâng cao Bài nâng cao này mà gieo 3 xúc sắc Hay là gieo một con xúc sắc 3 lần cũng vậy mà con không biết được cái kết quả có thể xảy ra là gì thì làm sao mà làm tiếp được bài ấy, đúng không nào? Bây giờ trở về cái việc là gieo 3 con xúc sắc Hay là tương đương là đi gieo 1 con xúc sắc nhưng mà 3 lần. Thế thì lần 1 lần 1 nó sẽ ra từ 1 cho tới 6 chấm. Như vậy nó sẽ có 6 khả năng ra. Từ 1 tới 6. Đấy, rồi lần 2 lần 2 nó cũng ra từ 1 tới 6 chấm như vậy chỗ này cũng có có 6 khả năng ra rồi lần số 3 lần số 3 thì cũng ra từ 1 tới 6 chấm và nó cũng có 6 khả năng để ra Thế thì tất cả chúng ta có bao nhiêu tất cả chúng ta sẽ có 6 x 6 x 6 là bằng 216 kết quả. 216 kết quả Đấy 216 kết quả Nếu mà liệt kê dài dòng ra thì cái cặp kết quả nhỏ nhất Chính là 111 Rồi cặp kết quả nhỏ nhì chính là 112 Nhưng cũng có thể có cái cặp là 211 Rồi cũng có thể cái cặp là 121 Vân 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 Và ta biết cái cặp thứ 216 là cặp nào không Cái cặp to nhất to đùng to đoàn cuối cùng của cái cái 216 kết quả này chính là cặp 666 ba con số 6 đấy là cặp to nhất tất cả chỗ này này có 216 kết quả rồi thế thì tiếp tục người ta mới hỏi là gì tính xác suất tính xác suất là cái gì thì bọn con lại phải biết xác suất thực nghiệm tính như thế nào ở lớp 6 đấy tính xác suất người ta phải tính cái tỷ lệ là gì số kết quả xảy ra trên cho tổng số kết quả những cái thứ này mà bọn con không biết nữa thì thầy cô mà cho bài tập như thế này thì làm sao bọn con làm được đúng không nào trước cái bài này nó phải có rất nhiều bài dễ rồi để bọn con hiểu được xác suất là gì này gieo một xúc sắc ra sao này gieo hai xúc sắc thế nào này rồi nó mới đến cái bài ba xúc sắc tức là theo ý của thầy ấy, chúng ta phải làm hàng chục bài hai chục bài rồi thì đến bài này chúng ta mới thấy hiểu được chứ cũng chưa chắc đã dễ hiểu nhá chỉ là hiểu được thôi chứ còn oạch một phát thầy chữa bài này thì thầy cứ chữa theo kiểu lớp 10 nhá rồi bọn con lớp 6 có hiểu được hay không thì thôi vậy tùy à, thầy nói tiếp này nhắc lại một tí tẹo này xác suất là cái gì Xác suất sẽ được tính bằng bằng tỷ số của à, số các kết quả đúng hay người ta gọi là kết quả thuận lợi chia cho chia cho tổng số các kết quả tổng số các kết quả đấy. Bây giờ thầy sẽ không đi vào từng cái ví dụ nhỏ 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 để diễn giải cho chúng ta nữa Mà thầy nhắc sơ phát thôi xong làm bài tập nhá. Còn muốn hiểu sơ sơ thì chúng ta hỏi thầy trong phần bình luận đi Thì tìm tất cả các link về xác suất để vứt vào cho chúng ta học Phải học một cách có hệ thống thì mới hiểu được bài khó Hoặc là chúng ta phải có nền tảng rồi, tức là chúng ta là một học sinh giỏi rồi nhá. Chứ đừng kỳ vọng là một video mà chúng ta có thể hiểu được mọi thứ xác suất Bài này, ở cái video này chỉ chữa cái bài này thôi Được không nào? Tiếp này, bây giờ người ta hỏi cái gì? Ít nhất một trong các số là hai, đấy, cái từ ít nhất này là từ khó đối với con này, ít nhất một trong các số x y z là hai, tức là một trong các lần tung nó có thể ra hai chấm, nhưng mà lại là ít nhất, vậy nó có thể là một lần ra hai, hai lần ra hai, hay là ba lần ra hai, đấy nó khó là khó ở chỗ đó, đề bài nói gì, ít nhất một lần ra hai chấm Đề bài nói thế đúng không? Ít nhất một lần ra hai chấm Vậy thì nó sẽ có trường hợp là gì? Trường hợp 1 một, một lần ra hai trường hợp 2 hai, hai lần ra hai và trường hợp 3 ba, ba lần ra hai về lý thuyết là như thế nó có xảy ra hay không thì tí ta bàn sau nhưng mà ít nhất là khi người ta dùng cái từ ít nhất người ta dùng từ ít nhất một lần ít nhất một lần ra hai chấm thì nó có một lần ra hai chấm, hai lần ra hai chấm và ba lần ra hai chấm. Nhưng người ta lại có thêm một cái điều kiện là gì? Nhưng người ta lại có thêm một cái điều kiện. Đó là gì bạn có biết không? Người ta lại có thêm một cái điều kiện là x cộng y bằng z. Đấy. Thế thì mình mới làm trường hợp 1. Trong 3 lần tung. Trong 3 lần tung xúc sắc thì có một lần ra hai chấm đấy có một lần ra hai thế thì sẽ xảy ra trường hợp là 2 cộng y bằng z hoặc là trường hợp à, x cộng 2 bằng z hoặc trường hợp x cộng y bằng 2 một lần mà trong đó y là phải khác hai nhé mở ngoặc ở đây là y z khác 2 Tại vì trong bài này chỉ có một lần ra hai chấm thôi mà. Thế còn đây, x và z khác 2. x và z khác 2. Thế rồi ở đây là x và y khác 2. Đấy, thì ta xem có trường hợp nào. Nào, có trường hợp nào. Có trường hợp là y bằng mấy? Trường hợp là à y bằng 1 thì z bằng 3. y bằng 3 thì z bằng 5 y không thể bằng 2 mà. y bằng 4 thì z bằng 6. hết. Dòng đầu ấy thì ta ra cái cặp kết quả là x là 2 này, y là 1, z là 3, ok. Trường hợp này x là 2, y là 3, z là 5, ok. Trường hợp này x là 2, y là 4, z là 6, ok. Bây giờ trường hợp dưới này. x có thể là 1 không? Được. x bằng 1 và z bằng 3 thì ta lại có cái kết quả là 1 2 3. Xong rồi x thì không bằng 2 nhá, x bằng 3 được không? Được, x bằng 3 thì z bằng bằng 5. Vậy ta có trường hợp là 1 3 5. Và x bằng 4 được không? X bằng 4 được thì z bằng 6. Ta có trường hợp Ơ, số 2 của mình đâu? Đây à, đây là số 2 chứ thì xin lỗi. À, x bằng 3 chứ. 3 2 5. Và đây là 4 2 6. Đấy. Rồi, thế tiếp tục là gì? Tiếp tục là cái trường hợp mà x cộng y bằng 2 thì có chỉ có trường hợp là 1 x bằng 1 x bằng 1 và y bằng 1 ta có cái bộ là 1, 1, 2 Rồi, xong Xong cái loại mà 1 lần ra 2 Bây giờ chúng ta mới làm cái trường hợp 2 là gì? Trong 3 lần Trong 3 lần thì có hai lần ra hai thế hai lần ra hai thì thì có trường hợp nào ta hai cái bằng hai trong hai lần thì lại có hai lần ra hai mà x cộng y thì lại bằng z nên sẽ có trường hợp gì hai lần ra hai thế thì chỉ có trường hợp là hai cộng y bằng hai à hay là x cộng 2 bằng 2 à? Hay là 2 cộng 2 bằng bằng Z à? 2 cộng Y mà ra 2 á Thế Y bằng 0 à? Loại Ra xúc sắc đâu có ra không chấm được Ở đây là Z bằng à, X bằng 0 à? Ở đây X bằng 0 á Loại Còn ở đây thì Z bằng 4 Lấy Và chúng ta chỉ có một cặp kết quả đó là 2, 2 và 4 Được Nha yeah. Bây giờ chúng ta xét trường hợp 3. Trường hợp 3 đó là trong 3 lần gieo xúc xắc thì có 3 lần ra 2 chấm. Thế thì suy ra nó là bộ 2 2 2 à? Nhưng mà nó lại gì? Không thỏa mãn. Không thỏa mãn là x cộng y bằng z suy ra là loại. Tóm lại, vậy ta có 1 2 3 4 5 6 7 8. Vậy ta có 8 trường hợp. 8 kết quả. Thỏa mãn bài toán. Thỏa mãn bài toán. Đấy, 8 trường hợp. Thế suy ra xác suất P bằng 8 chia cho 216 rút gọn 1 phần 17. À đâu? 8756 à 27 chứ. 1 phần 27. 8216 nhớ 5 là 21. Đúng rồi, đấy. Kết quả của mình đây. Kết quả bài này đây. Đấy, phải chữa như vậy. Thầy nghĩ là cái bài này đối với lớp 10 11 thì các anh chị còn hiểu được. Chứ đối với các bạn lớp 6 thì thầy cũng không biết là bọn con có hiểu không Mặc dù là bọn con nhờ thầy chữa thì thầy cứ chữa thôi nhá